Thì vâng, mời anh Bình Anh ạ. Em chào anh ạ. Dạ. Vâng, anh cho em hỏi, em làm bên photo thì em photo cho các trường học ấy, Dạ. thì theo kỳ hoặc theo năm em thanh toán, thì trong cái hợp đồng thì là giao nhận hàng hóa rồi, nhưng mà em muốn hỏi anh là cái khi mà thanh lý cái hợp đồng đấy thì mình là đúng cái thời điểm mình viết hóa đơn hay là giao nhận hàng hóa là mình phải viết ngay? Thực ra thì cái này nó sẽ chúng ta sẽ phải phân tích như thế này. Thứ nhất là đối với photo thì nó là dịch vụ hay nó thuộc về đối tượng về hàng hóa. Thì cái việc mà chúng ta đang sử dụng photo là đối tượng về hàng hóa. Bởi vì nếu dịch vụ nó ăn 7% ngay, còn chúng ta đang 4,5% hay sao ấy, đúng không? Vâng, 4,5%. Vâng, thế thì nếu chúng ta xác định được là chúng ta đang là hàng hóa, có sản xuất mang tính chất hàng hóa, thì đã là hàng hóa thì theo quy định của thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm mà chúng ta bàn giao cho bên người nhận. Mà khi mà chúng ta bàn giao cho bên người nhận thì cái vấn đề mà chúng ta sẽ nên xuất hóa đơn như thế nào, thì chúng ta có thể là gì, cái biên bản bàn giao thì chúng ta có thể giao rất là nhiều lần, mỗi lần giao giao, nhưng mà chúng ta làm một cái biên bản tổng tốt nhất là vào hàng tháng hoặc chậm nhất là vào hàng quý, để mà từ đó chúng ta hoàn thành cái nghĩa vụ thuế không bị chậm kỳ. Đấy thì đấy là cái điều đấy, là làm như thế là đúng nhất. Thế còn trong cái trường hợp mà chúng ta thực hiện photo mà cuối năm chúng ta mới thanh toán được tiền, cuối năm chúng ta mới muốn để đi nộp thuế thì cái điều này chúng ta cũng cần phải lưu ý xét về tình tiết là chúng ta đã có sai phạm rồi, còn xét về mặt hồ sơ thì chúng ta nên như thế nào để mà chúng ta không bị phạt. Đấy thì nếu như mà chúng ta như vậy thì tốt nhất là thôi, chúng ta nên xuất hóa đơn ít nhất là mỗi quý một lần hoặc mỗi tháng một lần, thì nó sẽ là đúng nhất. Đấy thì cũng cũng anh Bình Anh thì cũng lưu ý để mà chúng ta tránh bị sai về hành chính. Vâng ạ. Em cảm ơn. Nếu Dạ. em hỏi là có những cái mặt hàng đúng như là hợp đồng nó chỉ mấy triệu thì có cần mình phải làm hợp đồng đấy lại hay là quy định cứ 5 triệu mới phải làm hợp đồng hay là dưới Thật 5 triệu ra không thì phải pháp làm? luật không có quy định trong trường hợp nào thì lập hợp đồng và trong trường hợp nào không phải lập hợp đồng. Đấy, không quy định là bao nhiêu tiền. Tại vì chúng ta ra siêu thị chúng ta mua có những cái thứ mà chúng ta mua cả mấy trăm triệu cũng có cần hợp đồng đâu. Đấy, thế thì cái đấy là do thỏa thuận thôi. Hợp đồng đó là sự thỏa thuận của các bên. Thế thì trong cái trường hợp thì chúng ta kinh doanh như thế này, chúng ta nên có hai cái biểu mẫu. Một đó là gì, các cái giá trị lớn bắt buộc phải có hợp đồng thì chúng ta nên ký hợp đồng. Thế còn trong các cái trường hợp mà các cái đơn lẻ thì chúng ta lập một cái phiếu gọi là cái đặt hàng. Đấy, cái đặt hàng thì chúng ta nên có cái đặt hàng để căn cứ vào điều đó để mà chúng ta biết được là gì, chúng ta làm cái gì, chúng ta thu bao tiền chứ. Thế còn pháp luật thì cũng không bắt buộc chúng ta có phải lập hợp đồng và lập các cái đặt hàng đấy không, nhưng mà chúng ta cần phải theo dõi để chúng ta tính được cái thuế xuất hóa đơn cho đúng đủ. Vâng. Em cảm ơn ạ. Em chào anh. Vâng, cảm ơn anh. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.